Nghi án chồng giết vợ đốt xác rồi treo cổ tự tử tại Bình Dương. Vào trưa ngày 26 tháng 3, người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại một lô cao su thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, thi thể của người đàn ông khoảng 30 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngoài ra, công an còn phát hiện cách đó khoảng 7 mét có một chiếc xe máy. Người dân cho biết gần người đàn ông có một tờ giấy, nội dung nói về việc người đàn ông đã giết vợ rồi đốt xác, sau đó đến lô cao su này treo cổ tự vẫn. Lần theo chỉ dẫn trên mảnh giấy, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể bị cháy đen cách đó khoảng 4 km thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Ban đầu xác định thi thể người phụ nữ bị chết cháy tên Lê Huyền Diệu, 29 tuổi, quê ở Bình Định. Theo một số người thân của nạn nhân, hai thi thể trên là vợ chồng cùng ngụ tại thị xã Bến Cát, có một con nhỏ khoảng 5 tuổi. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.